Hello cả nhà, hôm nay xin mời cả nhà cùng đi tới một cái tiệm kem với tụi mình nha. Hôm nay cùng đi với tụi mình là con Adi, là cháu của một người bạn của mình. Mà bé thì rất là sành điều trong vấn đề ăn cái kem này à, nên mình cùng đi với bé đến tiệm để coi thử là bé order cái loại gì nha. Ok. Yeah, this one? That's a Sharpie banana. Yeah. Sharpie banana? That's the 625. Sharpie pineapple? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Như mình được biết thì cái mặt bằng này cái nhiệt độ rất là lạnh, nó có thể làm cho cái nước sữa có thể đông lại thành cứng đó à, nên đòi hỏi cái người thợ họ, cái thao tác họ phải làm rất là nhanh tay, rất nhanh tay để khi mà cuộn cái kem lại thì cái kem nó vẫn là nó mềm mại và ăn rất là ngon. Chocolate or strawberries? Strawberries. Strawberries. Okay. Yummy, yummy. Strawberries. I love strawberries. All right, there you go. Thank you. You're welcome. I'm gonna get this yellow one. Yeah, thank you. Let me do that. Right here. Okay. You got 2 spoons? Yeah. Yeah. One for Bawai, one for Addy. Hey, cat, Bradley. Okay.
Thank you.